Ai rồi cũng bị Lê Dương Bảo Lâm lôi kéo về khu du lịch sinh tố, hết sao Việt Nam kết nạp thêm cầu thủ. Vô đem ơi. Kết nạp rồi. Chúng tôi sẽ bắt con tại đây. Thì vô Lâm và Tiến Linh ai đẹp hơn hả? Ai Tiến Linh giơ tay. Đứng chạy đi về hết. Đi chờ những cuộc hội đầu với anh Lâm thôi. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Trên xu em cãi lắm mà. Cái lúc mà dưới sông, dưới suối em hổn lắm mà. Cái miệng em cà chẹp mà. Sao em bị á khẩu vậy? Em nói chuyện đi Linh. Rồi ai cũng sẽ về cô phim thôi. Quán nước mà mời toàn thư giữ không. Diệu Lâm bắt Linh về nhanh quá. Thu Diễm mở khu du lịch như trạm dừng chân. Lê Giang còn dự tính xin mở cả quầy làm nêu ở đấy. Ê, có xin một cái ô ở đây là làm bóng làm nêu. Đó. Ê hề nha, mọi người ủng hộ Lê Giang nha. Lê Dương Bảo Lâm đã cho comeback lại khu du lịch sinh tố của mình. Lần này, anh còn thuê cả DJ và cho dựng sân khấu đàng hoàng, chỗ che nắng, che mưa rộng rãi cho khán giả. Đặc biệt, Thu Diễm cũng lôi kéo thêm cầu thủ Tiến Linh đến góp mặt tại khu du lịch sinh tố của mình. Ai rồi cũng bị Dương Lâm rủ dê đến khu sinh tố thôi. Một khi đã làm việc chung thì nam nghệ sĩ không bao giờ bỏ sót. Tiến Linh trên sâu thì chính là khắc tinh của Dương Lâm. Với thể lực tốt do là người chuyên về thể thao nên trong một chương trình, Tiến Linh liên tục quật Dương Lâm, khắc chế nam nghệ sĩ hết lần này đến lần khác. Trước kia Tiến Luật hoặc những sao Việt khác đều sợ Dương Lâm thì lần này Tiến Linh đã khiến anh sợ hãi. Nhưng khi đến khu du lịch sinh tố, Tiến Linh lại có phần ngại ngùng, không dám khắc chế Dương Lâm nữa. Nhiều người cũng phải khen ngợi Lê Dương Bảo Lâm, có lẽ anh là một người dễ mến, được những người nổi tiếng yêu mến nên khi rủ dê đến quán thì ai cũng chấp nhận. Ngoài Tiến Linh, Dương Lâm còn mời thêm nhiều người nữa như Vũ Thịnh. Nơi đây không chỉ là khu du lịch sinh tố mà nó còn là nơi Thu Diễm mở họp báo bia sản phẩm cho các ca sĩ. Ta chỉ cần cùng mắt đã ôm lấy nhau thật lâu không rời, mình sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời. Lần này comeback, Lê Dương Bảo Lâm đầu tư rất hoành tráng. Cộng đồng mạng ví nơi đây chẳng khác gì trạm dừng chân. Nam nghệ sĩ còn tuyển chọn những ai có khả năng buôn bán và các món ngon, hợp giá đến khu du lịch sinh tố của mình bán. Không chỉ tạo thu nhập cho bản thân, nam nghệ sĩ còn giúp những người buôn bán có cuộc sống tốt tại khu du lịch sinh tố. Dương Lâm mở quán rộng đến mức Lê Giang cũng phải xuống xin một chân để dựng cái quầy làm nêu kiếm khách. Trước đó nam nghệ sĩ mở khu du lịch sinh tố nhỏ nhưng do khách đến quá nhiều bất cập, không có không gian thoải mái cho khách khi đến uống nước lúc trời mưa, không có nhà vệ sinh. Thế nên anh đã dẹp luôn để mở quán như cái trạm dừng chân. Dù trước kia khu du lịch sinh tố nhỏ nhưng vẫn thu hút rất nhiều sao Việt như Thúy Ngân, Bích Phương, Isaac, Negip. Do có nhiều celeb nên khu du lịch sinh tố nhỏ của Lê Dương Bảo Lâm đã bị vỡ trận, thất thủ và tạm ngưng hoạt động vì ảnh hưởng đến trật tự an ninh. Lê Dương Bảo Lâm nói rằng, ban đầu cả hai mở quán chỉ muốn bán lai dai, mua có 20 cái bàn nhưng rồi lại lên 100 bàn đến 500 bàn. Nam nghệ sĩ cũng không biết tại sao quán mình lại đông như vậy. Ngay từ những ngày mở quán, Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh không tránh khỏi tình trạng bị nói là nổi tiếng rồi nên làm việc khác để đất cho người ta sống với. Còn bạn thấy sao về việc Lê Dương Bảo Lâm khi thành công lôi kéo Tiến Linh? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!